Thành công ở đây đó là mình tự tin nói trước đám đông thì đấy là thành công, đúng không ạ? Đấy. Nâng cao giá trị bản thân rất chuẩn luôn anh chị em. Tiền nằm trên sân khấu, chính xác. Truyền ý tưởng, ý kiến của người của mình đến người khác một cách dễ dàng, đạt hiệu quả, đúng rồi. Để cho mình nói người khác có thể hiểu được mình, rất hay. Hình ảnh bản thân, đúng không ạ? Ok. Truyền đạt nội dung, dẫn dắt được đội nhóm, chính xác, đúng rồi anh chị em nha. Anh chị em nếu như mà muốn thành công ấy, mà muốn dẫn dắt được đội nhóm, dẫn dắt được công ty ấy, thì mình phải nói chuyện được trước đám đông, đúng rồi, đúng rồi anh chị em. Đấy rồi, nâng cao giá trị bản thân rồi, trình bày ý kiến quan điểm của mình trước đám đông. Không, nếu mà không nói chuyện được trước đám đông thì mình bị mất cơ hội, đúng không ạ? Cuốn hút người nghe, có thêm nhiều mối quan hệ, đúng rồi. Anh chị em có ai biết đến cái chương trình mà Shark Tank không ạ? Shark Tank ấy, tức là Huy nói ví dụ đó là khi mà chúng ta cần huy động vốn chẳng hạn, đúng không ạ? Chúng ta có một dự án kinh doanh rất là hay, chúng ta có một ý tưởng kinh doanh rất hay, chúng ta có một sản phẩm kinh doanh rất hay, nhưng mà chúng ta không đủ tiền. Thường ấy là anh chị em khởi nghiệp thường là không có nhiều tiền. Không có nhiều tiền thì mình có động cơ, động lực để mà mình kiếm tiền, đúng không ạ? Chứ còn mình mà nhiều tiền rồi mình khởi nghiệp làm gì nữa, đúng không ạ? Thế thì khi mà mình khởi nghiệp mình không có tiền thì mình phải huy động vốn. Mà mình muốn được huy động vốn ấy thì mình phải trình bày ý tưởng của mình ra để cho những người khác họ cảm thấy hấp dẫn, họ cảm thấy thuyết phục để họ gì ạ? Họ đầu tư tiền, đúng không ạ? Chương trình Shark Tank ấy ở trên TV anh chị em thường xem, đúng không ạ? Thì khi đó thì chúng ta phải đứng trước những cái áp lực rất lớn của những cái vị gọi là cá mập. Họ sẽ soi, họ sẽ gì ạ? Họ sẽ chọc ngoáy để họ tìm ra cái sơ hở của mình. Và nếu như mà mình không tự tin để mình đứng trước không chỉ là 4-5 cái vị giám khảo mà gì ạ, chiếu lên tivi hàng trăm nghìn người xem, đúng không ạ, mà chúng ta không tự tin, làm sao chúng ta trình bày được ý kiến, ý tưởng của mình để mà gì ạ, để thuyết phục mọi người. Có rất nhiều người Huy biết là rất là giỏi, giỏi vô cùng luôn, nhưng mà không chia sẻ được, không thuyết phục được, không diễn đạt được cái ý tưởng của mình, dẫn đến là gì ạ, thất bại. Ý tưởng họ rất hay nhưng họ không chia sẻ được, không nói ra được, họ nói ra người ta không hiểu. Đấy, cuối cùng là gì ạ? Thất bại. Thất bại không phải do ý tưởng, không phải do sản phẩm, mà do khả năng trình bày ý tưởng đó. Có đúng không ạ? Đấy. Rồi trong cuộc sống, khi mà mình muốn trình bày để mà gì ạ? Ví dụ như là các bạn trẻ đi, đang muốn tán trai tán gái đi, đúng không ạ? Nếu như mình có khả năng tự tin thì mình có khả năng chinh phục được bạn gái tốt hơn. Bao nhiêu anh chàng trẻ đẹp trai đang ngồi trong phòng Zoom này đang muốn gì ạ, là có người yêu hoặc là có nhiều người yêu. Đấy, thì hãy comment là gì ạ, là số 4. Mình thử làm quen xem có anh chị em nào không. Đấy, mình xứng đáng là có phải có 10 người yêu, đúng không ạ? Đấy. Thì làm sao ạ? Mình phải tự tin. Phụ nữ là rất thích là gì ạ? Đàn ông tự tin. Cho nên mình phải tự tin nói trước đám đông. Đấy. Nói trước một người, hai người, ba người, năm người. Sau mình có thời gian mình về mình gì ạ? Mình nói chuyện với gia đình nhà vợ mình cũng phải tự tin. Đấy. Gia đình bạn gái của mình cũng phải tự tin, đúng không ạ? Rồi, phụ nữ có cần tự tin không anh chị em? Rất cần. Phụ nữ thì lại càng cần phải tự tin. Bởi vì sao ạ? Thời đại này là thời đại là gì ạ? Là phụ nữ là gì ạ? Là được ưu tiên, ưu ái, đúng không ạ? Phụ nữ là vùng lên, phụ nữ giờ là gì ạ? Đảm đương rất nhiều các vị trí trong cuộc sống luôn. Đấy, và xung quanh Huy, đội nhóm Huy rất nhiều chị em xinh gái. Đấy, và rất tự tin. Mình tự tin thì mình sẽ xinh đẹp. Mình xinh đẹp thì mình sẽ tự tin. Đúng không anh chị em? Đấy, cho nên là gì ạ? Khi mà chúng ta tự tin thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều điều. Cho nên đây là một kỹ năng cực kỳ quan trọng. Nếu anh chị em nào mà chưa làm được việc này thì phải nhanh chóng hoàn thiện nó. Tuy nhiên để làm được việc này thì nó không hề dễ, đúng không anh chị em? Bởi vì sao ạ? Bởi vì đứng nói chuyện trước đám đông hay là đứng trên sân khấu để chia sẻ thì làm sao ạ? Nó giống như là cái việc mà ca sĩ á. Thì ngày xưa nhá, anh chị em biết là ca sĩ ngày xưa ấy, là đứng cầm cái mic này, xong rồi đứng hát,
giống như kiểu Hồng Nhung rồi Mỹ Linh rồi những cái ca sĩ kiểu cũ ngày xưa. Đấy, thì làm sao ạ? Thì ok, thì khán giả cũng rất là thích. Tuy nhiên, anh chị em thấy thời đại ngày nay á, khán giả càng ngày càng thông minh hơn, càng khắt khe hơn, càng khó tính hơn, đúng không ạ? Cho nên bây giờ phải vừa hát làm sao ạ? Phải vừa nhảy, phải vừa vũ đạo, phải vừa diễn, đúng không ạ? Phải âm thanh, ánh sáng, phải kết hợp với nhau, đúng không ạ? Nó không phải giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa thầy giáo đứng trên bục giảng là sao ạ? Cầm phấn viết, cầm sách để viết. Bên dưới làm sao ạ? Chép lấy, chép để luôn. Nhưng mà bây giờ làm sao ạ? Thầy giáo đứng trên bục giảng mà cứ chép như này sao? Học sinh nó bỏ đi về, nghéo học nữa. Tại sao ạ? Bởi vì càng ngày ấy, là gì ạ? Là cái nhu cầu của cái người nghe ấy, họ càng được nâng lên. Bởi vì sao ạ? Bởi vì càng ngày càng nhiều ca sĩ, càng ngày càng nhiều diễn giả, đúng không ạ? Cho nên họ có quyền lựa chọn. Tại sao họ lại chọn nghe ông này mà không nghe ông kia? Bởi vì sao ạ? Khán giả họ cần cái gì anh em? Họ cần cái gì ạ? Cần thứ nhất là cần nội dung của cái bài giảng rồi, đúng không ạ? Cần chất lượng của cái bài giảng rồi. Hay là gì ạ? Nội dung của cái bài hát. Bài hát đấy nó phải hay. Nội dung nó phải hay. Rồi là gì ạ? Ca sĩ hát phải hay, đúng không ạ? Cái đấy là cơ bản rồi. Nhưng mà họ còn cần nhiều hơn thế nữa. Họ cần gì ạ? Một ca sĩ là gì ạ? Phải xinh đẹp, phải giao diện, phải đẹp, đúng không ạ? Họ cần nghe, họ cần nhìn, đúng không ạ? Họ cần thưởng thức, họ cần trải nghiệm, đúng không anh em? Đấy, thế cho nên là ca sĩ bây giờ không chỉ là gì ạ? Hát nữa, mà còn phải nhảy, còn phải diễn. Thế thì cái người chia sẻ làm sao ạ? Cũng vậy, không chỉ là nói cái nội dung của mình nữa, trình bày cái ý kiến của mình bên trong đầu mình ra nữa, mà mình còn phải gì ạ? Còn phải diễn, làm sao cho hấp dẫn, đúng không ạ? Người nghe họ thông minh hơn. Bao nhiêu anh chị em tin rằng là bây giờ khán giả họ gì ạ? Thông minh hơn, họ khó tính hơn, họ khắt khe hơn ngày xưa thì comment là tôi, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em là khán giả thông minh thì comment tôi. Anh chị em là khán giả thông minh thì comment là tôi ạ. Còn anh chị em nào mà cảm thấy mình không được thông minh lắm thì mình không cần comment. Ok nha. Rồi. Anh chị em nào thấy rằng mình bây giờ cũng ngon, thông minh mà đơn giản đâu thì comment là tôi phát. Đấy, rồi. Thế thì ở đây đó là gì ạ? Là chúng ta cần phải học các kỹ năng. Bởi vì sao ạ? Chúng ta phải nâng cấp mình lên. Không chỉ đơn giản là chia sẻ nữa, không chỉ là nội dung nữa, đúng không ạ? Không chỉ là cái giọng nói, giống như là hôm trước Huy chia sẻ anh chị em về cách để mà lấy hơi, lấy giọng nói làm sao để mình nói khỏe mà không bị đau cổ họng, đúng không ạ? Rồi. Thì bây giờ là người chia sẻ thì phải là một diễn giả. Rất nhiều người hiểu nhầm chỗ này. Tức là gì ạ? Mình ở đây mình lên sân khấu là mình phải gì ạ? Mình phải diễn. Anh chị em thấy được không ạ? Mình phải diễn. Mình không chỉ là gì ạ? Đứng im mình nói như này nữa, mà phải là diễn. Đó. Diễn giả ở đây ấy. Giả ở đây tức là người đấy. Hay là cái đối tượng, hay là tập hợp những cái người. Ví dụ là diễn giả là người thuyết trình, người chia sẻ. Khán giả là người ngồi dưới để mà gì ạ? Để mà quan sát, để mà nghe. Thính giả là người gì ạ? Người nghe, đúng không ạ? Độc giả là người gì ạ? Người đọc, đúng không ạ? Giả ở đây tức là không phải là giả thật, mà là gì ạ? Là cái đối tượng người, cái nhóm người. Đấy. Ví dụ như là tác giả. Tác giả là gì ạ? Là người viết những cái ra những cái cuốn truyện, cuốn sách, đúng không ạ? Ví dụ như là khi mà mình làm thơ hoặc là mình làm cái gì đó thì nó có chữ giả phía sau ấy. Đấy, đúng không ạ? Thì cái chữ giả đấy nó là gì ạ? Là cái nhóm người chứ không phải là giả thật anh chị em nhá. Đấy, học giả, đúng rồi, là cái người học, đúng không ạ? Học giả là người học. Đấy. Thế thì anh chị em mà hiểu ra là giả thật là không đúng rồi nhá. Tuy nhiên là gì ạ? Gần đây càng ngày càng có nhiều diễn giả, diễn nhiều quá. Đấy, diễn nhiều quá. Thành ra là gì ạ? Thành ra nó giả. Như vậy là giả, nó là giả thật. Giả thật.
tức là giả thật chứ không phải là giả là người người diễn là người, đúng không ạ? Như vậy là gì ạ? Ở đây chúng ta phải cân bằng, giống như ca sĩ ạ. Ca sĩ mà quá lạm dụng về gọi là nhảy múa, gọi là vũ đạo, âm thanh ánh sáng mà lại không tập trung vào chất giọng của mình, không tập trung vào nội dung bài hát. Nội dung bài hát thì vớ va vớ vẩn, nghe thì chói tai, nhưng mà gì ạ? Giọng thì không hay, nhưng mà gì ạ? Diễn rất hay thì vẫn là gì ạ? Vẫn không ổn. Như vậy ở đây là có sự cân bằng. Giọng hát hay. Đấy. Rồi là gì ạ? Nội dung bài hát hay, chặt chẽ, đúng không ạ? Ý nghĩa, đúng không ạ? Rồi là gì ạ? Vũ đạo. Rồi là gì ạ? Âm thanh ánh sáng kết hợp. Thì tất cả thế nó nâng tầm gì ạ? Ca sĩ lên ở một tầng cao mới. Đúng không ạ? Đấy. Thì cái người chia sẻ cũng vậy. Nếu mà mình diễn nhiều quá, tức là mình nói không thật thì người ta cũng không thích. Mà ở đây khán giả rất là thông minh, rất là khó tính, cho nên chúng ta phải cân bằng giữa hai yếu tố này, đúng không ạ? Thứ nhất là nội dung của cái chương trình. Đấy. Cấu kết kết cấu của cái nội dung. Cái thứ hai đó là gì ạ? Những cái gọi là hình thức bên ngoài, giống như là cái việc mà giao diện này, phi ngôn từ này, body language này, đúng không ạ? Âm thanh, ánh sáng, rồi rất nhiều những cái thứ phụ bên ngoài nữa. Thì từng đấy thứ, nếu như mà bình thường chúng ta không được học, làm sao mà chúng ta gì ạ? Chúng ta diễn được, làm sao chúng ta làm được, có phải không ạ? Cho nên tất cả cái điều này chúng ta cần phải học. Đấy, học ăn, học nói, học gói, học mở, đúng không ạ? Học diễn ở trên sân khấu thì lại càng phải học nhiều hơn, đúng không ạ? Đó. Ok, thì đấy là cái mà chúng ta gì ạ? Thấy rằng đây là một cái cơ hội. Mặc dù nhá, mặc dù nó là khó khăn, bởi vì sao ạ? Bây giờ rất nhiều diễn giả, rất nhiều người chia sẻ, đúng không ạ? Nhưng mà đây là một cái cơ hội, bởi vì có rất nhiều người diễn nhưng mà giả. Thì có một nguyên tắc như này, anh chị em lưu ý cho Huy, đó là gì ạ? Diễn nhưng mà phải thật. Diễn thật. Bởi vì khán giả rất khó tính, cho nên diễn giả họ không thích, họ thích diễn thật. Bao nhiêu anh chị em thích diễn thật thì comment là số 5 giúp Huy ạ. Diễn nhưng mà thật. Tại sao ạ? Bởi vì nhỉ, họ không thích bị lừa, họ không thích bị che mắt, họ không thích bị nói những cái lời mà nó không thật, đúng không ạ? Và họ rất thông minh. Và cái người mà chia sẻ, cái người nào mà càng tôn trọng khán giả, càng trân trọng khán giả, thì người đó càng phải gì ạ? Càng phải biết diễn, nhưng mà càng phải thật. Nâng cả hai cái thứ này lên. Đó, thì khi đó thì họ sẽ tự phân biệt ra. Anh chị em chúng ta đều là những người thông minh, chúng ta biết được ai là diễn thật, ai là diễn giả, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta sẽ có quyền lựa chọn. Đó, giai đoạn ngày nay là rất là khó khăn như vậy. Nhưng mà đấy chính là gì ạ? Đấy chính là cơ hội. Nếu mà anh chị em biết được những cái điều này, biết được những kiến thức này, thì anh chị em dễ dàng gì ạ? Dễ dàng đạt được những cái thành công. Bởi vì cái khi mà nó nhiều cái gọi là vấn đề trong cuộc sống mà chúng ta giải quyết được nó, chúng ta càng giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống thì chúng ta càng dễ dàng thành công. Đơn giản vậy thôi. Ok không ạ? Cho nên ở đây là có một nguyên tắc, đó là mình sống thật. Tức là có sao nói vậy, mà nói là phải nói đúng. Làm được cái gì thì nói cái đó, không làm được thì đừng nói, đúng không ạ? Đấy, thế thôi, đơn giản vậy thôi. Đấy. Ok nha. Cái này thì Huy tin là anh chị em đều là những người thông minh. Anh chị em tự đánh giá, tự hiểu ai là người diễn thật, ai là người diễn giả. Đấy, và khán giả thì có một cái quyền rất quan trọng, đó là quyền tham gia hoặc không tham gia. Đấy, tức là quyền gọi là thích thì nghe, không thích thì thôi. Đúng không ạ? Đấy, cho nên là người nào mà có khả năng thu hút được nhiều người, đấy, thì đấy là cái người diễn thật. Đó. Rồi, tiếp tục cái chương trình của chúng ta. Thì ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng những cái ngôn từ, cái giọng nói ra, thì còn rất nhiều những cái phần nữa mà chúng ta cần phải chuẩn bị trong một cái bài chia sẻ, một bài thuyết trình, để một bài nói chuyện trước đám đông. Kể cả nói trước đám đông là 30 giây, 1 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút, 1 tiếng, hoặc là nhiều hơn. Thì chúng ta gì ạ? Thì chúng ta cần phải chuẩn bị nội dung cái chương trình đó, đúng không ạ? Thế thì
có rất nhiều kiến thức để chia sẻ cho anh chị em ở đây ngày hôm nay. Tuy nhiên thì Huy sẽ tóm tắt những cái ý chính mà anh chị em cần phải để ý. Cái thứ nhất đó là chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải quan tâm đến cái đối tượng người nghe cái ngày hôm đó là gì? Đối tượng người nghe họ là ai? Về mặt vị trí địa lý, về mặt độ tuổi, về mặt tư duy, về mặt nhân sinh quan, về mặt quan điểm, họ là ai? Họ là những người như nào? Huy ví dụ như này anh chị em, đó là trong phòng Zoom gà gáy của chúng ta ngày hôm nay thì đa phần là chúng ta đến từ rất nhiều vùng miền khác nhau. Huy biết có một số anh chị em ở nước ngoài luôn. Đấy. Rồi, có anh chị em nào ở nước ngoài không? Comment tôi mà. Hoặc là comment cái địa điểm nơi anh chị em đang sinh sống đó, xem là có đúng là có nhiều nơi khác nhau không? Đúng không ạ? Đấy, có bạn ở Anh Quốc này, đấy, Đài Loan này. Đấy, ví dụ thế. Tôi thì anh chị em comment vào cái quốc gia hoặc là cái vùng miền anh chị em đang ở, hoặc là cái tỉnh mà anh chị em đang ở. Đúng không ạ? Thanh Hóa này. Đấy, có bạn đang ở Mỹ này. Ở Mỹ bây giờ là đang 5 giờ chiều. Khoảng đấy. Đấy, rất nhiều anh chị em Osaka, Nhật Bản này. Đấy. Rồi. Đấy, rồi rất nhiều các tỉnh khác nhau, ở Pháp cũng có này. Đấy. Thế thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Là đối tượng khách hàng, đối tượng người nghe thính giả ngày hôm nay ấy, là khán giả ngày hôm nay là rất đa dạng, rất nhiều độ tuổi luôn. Anh chị em nhìn vào phòng Zoom anh chị em thấy không ạ? Từ trẻ đến già có đủ người cả. Thế thì khi mà chia sẻ cho một cái tập khán giả mà có nhiều thành phần như vậy, anh chị em thấy có dễ không ạ? Không hề dễ tí nào, không hề dễ tí nào anh chị em, đúng không ạ? Rất nhiều quốc gia trên thế giới, rồi là gì ạ? Rất nhiều độ tuổi, rồi rất nhiều những cái gì ạ? Cái học thức khác nhau. Có người thì đang sinh viên, có người còn chưa được sinh viên, có người gì ạ? Có người thì đã đang sau đại học, có người thạc sĩ luôn, tiến sĩ, thạc sĩ cũng cao học cũng đang ngồi trong Zoom này để học. Đấy. Huy là Huy dạy sau đại học luôn. Anh chị em đang học chương trình này là học chương trình sau đại học luôn. Bởi vì sao? Đại học ngồi trong này học rất nhiều. Đại học ai có bằng đại học rồi comment là đại học phát. Nếu anh chị em là có bằng đại học hoặc cao đẳng thì comment là đại học cao đẳng. Đấy, thì Huy dạy là Huy dạy cho sau đại học luôn. Đúng không anh em? Ok nhé. Thế thì với rất nhiều những cái độ tuổi, vùng miền địa lý, rồi ngôn ngữ luôn, rồi là kể cả là cái học vấn, thì cái điểm chung của những cái người đang học ở đây là gì ạ? Mình phải tìm ra cái điểm chung của khán giả. Đó là thứ nhất, họ đều là những người rất ham học. Đúng không ạ? Anh chị em nhìn thấy không ạ? Đại học rất nhiều. Thế thì bao nhiêu anh chị em chúng ta trong vòng Zoom ngày hôm nay, chúng ta rất là ham học, rất là mong muốn phát triển bản thân, thì comment số 1 chú Huy. Comment số 1 nếu anh chị em ham học và thích phát triển bản thân, comment số 1. Ok, anh chị em nhìn thấy không ạ? Rất nhiều đúng không ạ? Rất rất nhiều luôn. Đó, thì đây là những cái điểm chung của cái người khán giả mà Huy đang chia sẻ. Đó, thì đó là mình phải tìm cái điểm chung của cái khán giả, hay là cái gọi là chân dung khách hàng. Nếu mà chúng ta bán hàng trên sân khấu thì chúng ta phải tìm ra được cái chân dung khách hàng. Cái thứ hai mà cái điểm chung của phần lớn anh chị em đang ngồi trong phòng Zoom ngày hôm nay, đó là chúng ta đều khát khao thay đổi và mong muốn được tốt, trở nên tốt hơn. Học tập là đúng rồi, nhưng mà mình muốn thay đổi một cái điều gì đó bên trong của mình, thực sự mong muốn sự thay đổi. Cái sự thay đổi ở đây nó là một cái từ khóa rất quan trọng anh chị em nhé. Đấy. Bởi vì không có sự thay đổi thì học nữa, học mãi cũng không có tác dụng gì cả. Học nó phải có sự thay đổi. Cho nên Huy hỏi bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay mong muốn mình có sự thay đổi thực sự đến từ bên trong, và nó khiến cho mình thay đổi được tư duy, thay đổi được tầm nhìn và thay đổi được thu nhập của mình. Comment số 2 nếu anh chị em thực sự mong muốn thay đổi cái cuộc sống của mình, thay đổi được cái tư duy của mình, thay đổi được cái thu nhập của mình. Đúng không ạ? Đấy. Mình cảm thấy chưa hài lòng với chính bản thân mình hiện tại và mình muốn trở thành cái phiên bản tốt hơn, thì comment số 2.
Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy là những cái điểm chung của những cái người mà đang lắng nghe cái chương trình này. Đấy. Rồi, Huy hỏi thêm cái điều nữa. Bao nhiêu anh chị em mong muốn mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, muốn trở nên giàu có hơn, tự do hơn, sung sướng hơn thì comment số 3. Kiếm nhiều tiền hơn, xứng đáng trở nên giàu có, kiếm được nhiều tiền, tự do và phát triển và thành công thì comment số 3. Anh chị em thấy không ạ? Dù là ở quốc gia nào, dù độ tuổi bao nhiêu, dù là học thức thế nào, thì đây là những cái điểm chung, cái chân dung khách hàng đều mong muốn điều đó. Thế nên khi mà mình chia sẻ, mình phải biết khách hàng của mình là ai, khán giả của mình là ai, để mình chia sẻ cho nó đúng, đúng không ạ? Ok nhá. Đấy. Rồi, thì đó là một vài cái đầu tiên mà chúng ta, trước khi mà chúng ta chia sẻ, chúng ta phải hiểu rõ được cái đối tượng khán giả của mình, hiểu được vấn đề của họ, hiểu được cái nhu cầu của họ, hiểu được cái mong muốn của họ, thì khi đó chúng ta sẽ trình bày mọi thứ nó trở nên dễ dàng hơn, đúng không ạ? Chúng ta nói làm sao nó tập trung hơn, tập trung cho cái người nghe hơn, đúng không ạ? Rồi, cái điều thứ hai nữa, khi mà chúng ta trở thành một cái người diễn thuyết, một cái người tự tin nói chuyện trước đám đông, đó là chúng ta phải cần phải chuẩn bị cái nội dung của cái bài chia sẻ, đúng không anh chị em? Nội dung của bài chia sẻ thì nội dung của bài chia sẻ thì thực ra nó giống như một cái bài văn, giống như một cái bộ phim, giống như cái vở kịch. Thì bao giờ nó cũng thế. Nó có 3 phần, anh chị em học văn thời cấp 2 rồi. Có phần mở đầu, thân bài và kết luận. Thế thôi. Đúng không ạ? Rất là dễ. Đúng không ạ? Tuy nhiên, cái phần mở đầu, chúng ta mở đầu làm sao cho nó hấp dẫn. Bởi vì sao ạ? Cái phần mở đầu ấy, nó sẽ quyết định là cái số người sẽ tiếp tục ngồi lại ở cái khán phòng đó, tiếp tục ngồi lại ở trong cái phòng Zoom đó, đúng không anh chị em? Nếu như mà chúng ta mở đầu mà không hấp dẫn thì cả cái phần sau rất hay, rất cuốn hút, nhưng mà gì ạ? Người ta không thích. Vì vậy là phần mở đầu là cái phần cực kỳ quan trọng anh chị em. Nó giống như một bài văn ấy, thì chúng ta cũng phải mở đầu làm sao nó hấp dẫn để người ta đọc tiếp. Mỗi ngày bây giờ người ta phải đọc rất nhiều thông tin. Đấy, thì người ta cũng phải gì ạ? Có những cái content, đúng không? Mình viết content cũng vậy. Cái phần title, cái phần tiêu đề ấy, là mình phải có một tiêu đề hấp dẫn, đúng không ạ? Tiêu đề hấp dẫn thì người ta mới đọc tiếp. Tiêu đề không hấp dẫn, người ta bỏ qua luôn. Thế mà bây giờ nội dung bên dưới mình chuẩn bị rất kỹ, nhưng mà người ta không đọc thì làm sao vứt đi, đúng không ạ? Cho nên cái mở đầu cực kỳ quan trọng anh chị em. Rất nhiều những người mà thầy giáo hay ngày xưa ấy, là họ không có để ý mà này. Nhưng mà những diễn giả chuyên nghiệp trên thế giới, những cái người thành công thì họ rất để ý đến cái phần mở đầu. Thế thì mở đầu làm sao cho hấp dẫn anh chị em? Là đứng ở đầu xuôi đuôi lọt, anh có bạn gì nói rất hay, Xuân Hải. Đầu xuôi đuôi lọt. Đấy. Thế thì mở đầu làm sao cho hấp dẫn? Đấy. Thế thì ở đây Huy chia sẻ cho anh chị em 13 cách mở đầu hấp dẫn. Anh chị em có muốn nghe không? Hello. Hello. Có muốn, ok nha. Rồi, 13 cách để chúng ta mở đầu một cái bài chia sẻ, một bài thuyết trình làm sao cho nó hấp dẫn, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì không có thời gian để Huy đi phân tích từng cái cách, đúng không ạ? Cho nên là Huy sẽ đi lướt thật là nhanh để cho anh chị em có nắm bắt được cái sơ bộ trước, đúng không ạ? Nếu anh chị em nào thực sự muốn thì có một cái chương trình đầu tháng 6, thì có một cái chương trình, có một cái khóa học về đào tạo về MC chuyên nghiệp. Đấy, anh chị em nào thực sự muốn tham gia cái khóa học đó thì inbox nói chuyện với cả cái người mà chia sẻ với anh chị em trong cái phòng Zoom này. Hầu hết anh chị em vào phòng Zoom này đều qua một ai đó chia sẻ, đúng không ạ? Bởi vì phòng Zoom này không quảng cáo, không có bán hàng, cho nên là gì ạ? Là anh chị em vào được phòng Zoom này đó là nhờ một cái người bạn nào đó. Hãy cảm ơn người bạn của mình và hỏi họ làm nào để được học cái chương trình đó. Đấy, ok anh chị em nhé. Rồi, thì ý tưởng để chúng ta bắt đầu một cái phần chia sẻ. Đầu tiên, cách thứ nhất đó là chúng ta gì ạ? Đứng lên, chúng ta cảm ơn ban tổ chức hoặc là cảm ơn cái người MC. Anh chị em thấy nãy Huy cảm ơn MC không ạ? Đấy, đó là một cách để mà chúng ta đứng lên, chúng ta bắt đầu cái chia sẻ. Đấy, bắt đầu cái câu chuyện của mình, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là chúng ta nói một cái câu khẳng định tích cực. Ví dụ, ngày hôm nay chắc chắn tôi sẽ giúp cho anh chị em
có một cái tư duy mạch lạc khác biệt và để thành công, ví dụ thế. Đấy. Hoặc ngày hôm nay chắc chắn là tôi sẽ gì ạ? Tôi sẽ giúp cho anh chị em hiểu ra được cái cách làm thế nào để mà mình có thể tự tin đứng trước sân khấu, ví dụ thế, đúng không? Đưa ra một câu khẳng định tích cực, được chưa? Rồi cách thứ ba đó là chúng ta gì ạ? Khen ngợi người nghe. Đấy. Ví dụ như là bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay mình nghĩ rằng mình là người thông minh. Đấy, hoặc là gì ạ? Huy thấy rằng tất cả anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay đều là những người rất là tuyệt vời. Ok không ạ? Anh chị em có tuyệt vời không ạ? Rất tuyệt vời, đúng không ạ? Khen ngợi người nghe. Đấy. Hoặc là khi mà Huy có một lần Huy đi chia sẻ ở Hà Nam hay là Thái Bình thì không nhớ. Đấy, thì khi đó thì Huy nói rằng là ồ rất lâu rồi tôi chưa đi qua cái thành phố này. Và khi mà bây giờ tôi đi qua ấy, tôi không còn nhận ra cái thành phố này nữa. Bởi vì tôi thực sự ngạc nhiên, bất ngờ. Bởi vì thành phố của anh chị rất là đẹp, rất là phát triển. Và tôi cực kỳ là ngưỡng mộ những cái con người ở đây. Anh chị em thấy không ạ? Khen thấy có khéo không ạ? Khen rất khéo đúng không? Nhưng mà phải khen thật. Khen thật anh chị em nhé. Đấy, mình thực sự mình cảm thấy điều gì thì mình nói điều đó. Ok không anh chị em? Đấy, phải thật. Đó. Không là khen trực tiếp họ mà khen gì ạ? Khen cái thành phố của họ. Khen cái sự phát triển. Ví dụ như này, những cái diễn giả ở nước ngoài ấy, họ đến Việt Nam, bao giờ họ khen Việt Nam, ôi trời, Việt Nam rất tuyệt vời, rất là hiếu khách, rất là gì ạ? Là văn minh, rất là gọi là con người rất là tuyệt vời. Đúng không ạ? Thế thì khen Việt Nam tức là khen mình. Mình là người Việt Nam. Đúng không ạ? Khen cái người ở cái tỉnh đó. À, mình khen cái tỉnh đó thì là khen cái người ở tỉnh đó. Thế là khen cả ông nào trong căn phòng đấy cũng thấy là khen mình. Đúng không ạ? Đấy. Rồi. Cái thứ tư nữa đó là chúng ta nói về một cái sự kiện lịch sử nào đó. Đấy, ví dụ như là chúng ta đang vừa mới đi qua một cái ngày gọi là sự kiện trọng đại nào đó. Ví dụ như là sinh nhật Bác Hồ chẳng hạn đấy. Đấy là một cái sự kiện. Hoặc là 30 tháng 4 đúng không ạ? Hoặc là Quốc Khánh 2 tháng 9. Hoặc là một cái sự kiện lịch sử nào đó. Thì mình có thể lấy một cái sự kiện lịch sử để chúng ta bắt đầu cái câu chuyện của mình. Hoặc là chúng ta cách số 5 đó là lấy một sự kiện hiện tại. Chúng ta có thể nói về một cái sự kiện hiện tại gần đây vừa mới xảy ra. Ví dụ như gần đây chúng ta vừa có một cái trận bóng đá rất là bùng nổ đúng không ạ? Việt Nam đã chiến thắng Thái Lan đúng không ạ? Ở trên sân Mỹ Đình đúng không ạ? Và bao nhiêu anh chị em hôm đó đã ra đường, đã cổ vũ cho đội bóng đá Việt Nam và cảm thấy rất là tự hào khi mà chúng ta gì ạ? Chúng ta chiến thắng và chúng ta rất là sung sướng. Đấy. Đúng không ạ? Anh chị em thấy là mình có sự kết nối chưa ạ? Ok nhá, đúng không? Đấy, mình có một cái sự kiện nào đó mà ai cũng biết. Đó, thì đấy là cách để chúng ta bắt đầu một cái câu chuyện, một cái phần chia sẻ của mình. Đúng không ạ? Cái số 6 nữa đó là chúng ta nhắc tới một cái người nổi tiếng. Đó. Ví dụ anh chị em biết đến Bác Hồ không? Đó, ví dụ thế. Hoặc là Bác Hồ là một cái người vĩ nhân của dân tộc Việt Nam, một cái người thế này thế kia. Ví dụ hoặc là chúng ta có biết đến Bill Gates không? Đó, ví dụ thế. Hoặc Mark Zuckerberg đúng không ạ? Đấy, hoặc là Jack Ma. Jack Ma có một câu như này, đó là gì ạ? Đó là khi còn trẻ thì chúng ta hãy gì ạ? Hãy đi tìm với một người thầy, một cái người dẫn dắt, một cái người sếp tốt. Đấy. Và trước 30, sau 30 thì chúng ta hãy trở thành một cái người gì ạ? Hãy làm công việc mà mình yêu thích nhất, mình làm tốt nhất. Sau 40 tuổi thì hãy đầu tư, quay trở lại đầu tư về gì ạ? Thế hệ trẻ. Đấy, kiểu như vậy. Thì mình nhắc tới một cái người nổi tiếng, đúng không ạ? Hoặc là một ca sĩ, một diễn viên nào đó. Đấy, một cái người mà ai cũng biết, đúng không ạ? Đấy. Rồi, cảm ơn anh Hải Trần. Đấy, rồi. Tiếp tục phần cái cách số 7 đó là chúng ta đưa ra một cái câu nói gây sốc, một cái tuyên bố gây sốc. Đấy, một cái điều gì đó nó khác thường đi. Đấy. Ví dụ như là có nguyên tắc đầu tiên ví dụ như này. Cái nguyên tắc đầu tiên khi mà tôi đứng đây muốn chia sẻ với anh chị em đó là gì ạ? Đừng tin những gì tôi nói. Nếu anh chị em nào mà đã từng nghe Huy chia sẻ trước đây á, thì anh chị em đã thấy từng nghe Huy nói cái câu này đúng không ạ? Đấy.
Ngày hôm nay mình chia sẻ nhưng lại bảo là đừng tin những gì tôi nói. thế thì nó hơi ngạc nhiên một chút đúng không ạ? Hơi gây sốc một tí đúng không ạ? Nhưng mà sau đó thì mình sẽ chia sẻ nào. Ở đây tôi chỉ chia sẻ theo cái quan điểm cá nhân của mình. Nếu mà anh chị em thấy nó hay, áp dụng vào trong cuộc sống của mình, và nếu thấy nó đúng thì mình tiếp tục áp dụng. Và nếu anh chị em không thấy hay, anh chị em không cần áp dụng. Mà nếu mà thấy nó không đúng, áp dụng mà thấy nó không đúng, anh chị em việc bỏ sang một bên, không cần tranh cãi đúng hay sai. Ok? Không cần tin, cứ áp dụng. Nếu đúng với mình thì làm tiếp, nó không đúng với mình thì bỏ qua. Bởi vì tất cả những gì Huy chia sẻ nó đúng với Huy nhưng chưa chắc là đúng với anh chị em. Cho nên anh chị em không cần phải tin nó đúng hay sai. Ok? Rồi, đấy là một cách để mà mình bắt đầu cái phần chia sẻ của mình. Đó, ok không ạ? Rồi. Tiếp theo nữa đó là chúng ta cái phần số 9 đó là chúng ta đưa ra một cái hứa hẹn, một cái hy vọng nào đó. Đưa ra một cái lời hứa hẹn, một cái lời hy vọng nào đó. Đấy. Ví dụ như là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được học những kiến thức, những cái điều rất là bổ ích mà có thể nó sẽ giúp cho tương lai chúng ta thay đổi được cái phong cách sống của mình, có thể giúp chúng ta, có thể giúp mang lại cái cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính bản thân mình và cho nhiều người khác. Nói ví dụ thế, đấy là mang lại một cái sự hy vọng hay là một cái lời hứa hẹn nào đó. Đấy, thì đó là cái phần mà chúng ta chia sẻ. Nhưng mà cái cách này thì thường ấy là chúng ta sẽ ít sử dụng hơn, Huy ít sử dụng hơn, nhưng một số diễn giả khác vẫn dùng, đúng không ạ? Cái số 10 đó là chúng ta kể một cái chuyện cười. Đấy, kể một cái câu chuyện cười. Đó. Thì đây là một cái điều rất là hay với một số cái chủ giảng, một số cái người diễn giả ấy, họ thường kể những câu chuyện cười ngắn và khiến cho khán giả cảm thấy thu hút ngay từ lúc ban đầu. Đó. Thì đây là một cái cách mà rất là thú vị để mà bắt đầu một cái câu chuyện hay là một cái bài chia sẻ. Ok không ạ? Đấy, mình hài hước một chút, mình hài hước một chút, tạo ra tiếng cười cho mọi người thì đấy là một điều rất hay. Ok không ạ? Kể một câu chuyện cười. Rồi, cái số cách số 11 đó là đặt một cái câu hỏi hoặc là một câu khảo sát. Cách này Huy thường dùng này, bởi vì Huy là định vị mình là cái người coach, tức là người huấn luyện doanh nghiệp, tức là coach doanh nghiệp, giống như là huấn luyện viên trong phòng gym này, huấn luyện viên cá nhân trong các môn bộ môn thể thao này, đúng không ạ? Huấn luyện viên ở trong cái ví dụ học bơi cũng phải huấn luyện này, đúng không ạ? Rồi bóng đá có cần huấn luyện không ạ? Đúng không ạ? Đấy. Đội tuyển Việt Nam rất thành công trong những năm gần đây có phải nhờ công rất lớn của huấn luyện viên gì ạ? Park Hang-seo đúng không ạ? Đúng không ạ? Anh chị em có đồng ý điều này không ạ? Huấn luyện viên cực kỳ quan trọng góp phần vào thành công của mọi người. Tuy nhiên, có rất nhiều người kinh doanh lại không có huấn luyện viên. Anh chị em thấy điều này không ạ? Khi mà mình kinh doanh ấy thì mình lại không tìm huấn luyện viên, mình không nhờ huấn luyện viên, mình không cần huấn luyện viên. Và đấy là lý do tại sao rất nhiều người kinh doanh và họ thất bại. Đó. Ở Mỹ ấy, hoặc là ở nước ngoài ấy, thì cái nghề coach, business coach, tức là người huấn luyện viên doanh nghiệp ấy, rất phát triển anh chị em. Khi mà Huy tìm hiểu ở nước ngoài ấy, thì có rất nhiều công ty lớn họ chuyên làm cái việc đó là gì ạ? Tư vấn doanh nghiệp. Họ tư vấn tất cả những mọi thứ từ luật pháp, kế toán cho đến là gì ạ? Marketing, cho đến bán hàng, cho đến nhân sự. Đấy, thậm chí họ lại cung cấp một số cái dịch vụ giúp cho những cái công ty có thể mà phát triển nhanh hơn. Đấy, những cái người mà chủ doanh nghiệp thường họ không có kiến thức tổng hợp, họ chỉ có kiến thức về cái sản phẩm đó thôi, họ giỏi cái sản phẩm, giỏi cái kỹ thuật thôi. Đấy, hoặc họ giỏi một phần thôi, họ không giỏi hết tất cả. Cho nên họ cần những cái công ty, cần những cái người huấn luyện, những cái người mà tư vấn. Đó, nhưng mà ở Việt Nam thì mình không giỏi nhưng mà mình cũng không chịu thuê tư vấn, không chịu bỏ tiền ra để thuê tư vấn. Đấy, nó như vậy thôi. Đấy. Và mình thường là mình sẽ phải đi học. Đó là lý do tại sao mà người Việt Nam giờ rất thích học. Đấy. Đi học để mà mình tự làm hết tất cả mọi thứ. Đấy. Nhưng mà ở nước ngoài thì họ làm chuyên môn thôi. Sau đó là những cái phần việc họ không làm được thì họ thuê hết. Đó, ok không ạ? Thì khi mà huấn luyện ấy, thì mình sử dụng câu hỏi rất là nhiều.
cho nên Huy rất là thích sử dụng câu hỏi. Anh chị em thấy khi mà Huy bắt đầu ấy, Huy sẽ hỏi là bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom này đã biết đến Huy thì comment số 1, chưa biết đến Huy comment số 2, anh chị em thấy không ạ? Hoặc là bao nhiêu anh chị em thấy rằng là gì ạ? Cái việc mà tự tin nói trước đám đông là vô cùng quan trọng, comment là quan trọng, đúng không ạ? Đấy, hoặc là nếu mà mình đứng trước sân khấu ấy, thì mình sẽ bảo là bao nhiêu anh chị em mong muốn thành công và giàu có giơ tay nói tôi, đấy, kiểu vậy. Thì đấy là một cách, một cái công thức. Khi mà mình làm việc nó có công thức ấy, thì mình làm sẽ rất là dễ. Gọi là có công thức thì người dở cũng thành gì ạ? Người giỏi, đúng không ạ? Đấy. Còn không có công thức ấy, thì người giỏi thành người dở, đúng không ạ? Ok. Đấy, cho nên là chúng ta cần phải có công thức để chúng ta làm tất cả cái việc đó. Rồi, tiếp theo nữa chúng ta có thể kể một câu chuyện bản thân. Đấy. Cái con số 12 đó, kể một câu chuyện bản thân. Chúng ta ví dụ như là cách đây không lâu thì tôi có một cái sự kiện như này, ví dụ thế. Ví dụ như là cách đây không lâu thì tôi vừa mới đi du lịch ở Dubai, và trong cái chuyến du lịch đó tôi có một cái trải nghiệm như này. Đấy, tôi có một cái bài học như này, kiểu vậy. Thì bắt đầu kể cái câu chuyện bản thân. Được chưa ạ? Đấy. Ok không ạ? Rồi, cách số 13 đó là chúng ta nói một cái câu châm ngôn, một câu tục ngữ, một câu ca dao nào đó, một cái câu mà có thể ai cũng biết. Đấy, một cái câu của cái người nổi tiếng, hoặc là một cái câu mà dân gian các cụ ngày xưa thường nói, ví dụ thế, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là học nữa học mãi, hoặc là học ăn học nói học mở, kiểu đấy. Thì đấy là những cái câu mà châm ngôn, ca dao, tục ngữ, những câu nói mà hầu như là ai cũng biết, ai cũng nghe thấy. Thì đấy là những cái cách để mà chúng ta bắt đầu một cái bài chia sẻ. Ok không anh chị em? Nha. Đó là chỉ có một số trong số rất nhiều cách khác nhau thôi, đúng không? Còn rất nhiều cách khác nữa. Tuy nhiên thì hôm nay Huy xin phép chia sẻ cho anh chị em 13 cách, đúng không? 13 là con số đẹp, Huy rất thích con số 13. Rất nhiều người không thích cái con số 13, chẳng hiểu tại sao họ không thích. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà Huy thì rất thích. Ok không ạ? Rồi. Đó là cái cách để chúng ta mở đầu. Và mở đầu một cái bài chia sẻ thì chúng ta cần phải có cái công thức. Đấy. Khi mà có công thức thì chúng ta làm rất là dễ. Đúng không anh em? Ok nhé. Rồi, sau phần mở đầu là phần gì ạ? Phần thân bài hay phần nội dung? Đúng không ạ? Phần nội dung này chúng ta phải chuẩn bị rất là kỹ. Phần nội dung phải chuẩn bị rất kỹ. Đúng không ạ? Đấy. Phần nội dung thì chúng ta cần phải có những cái tiêu chí như sau. Ở nội dung thì Huy không có đi quá chi tiết về phần nội dung, bởi vì nội dung thì anh chị em đó là cái tài năng của anh chị em rồi. Tuy nhiên nó có một số nguyên tắc anh chị em cần lưu ý. Thứ nhất, cái nội dung nói là chúng ta định nói cái điều gì, cái chủ đề là gì, thì chúng ta phải nói, phải tập trung vào cái chủ đề đó. Rất nhiều diễn giả họ có khiếu nói, họ khiếu ăn nói, họ thuộc nhóm Y ấy. Những cái người mà diễn giả thuộc nhóm Y nhé, anh chị em nhé, thì họ rất là bay bổng. Họ đang nói chủ đề này, họ nói mẹ sang chủ đề khác, xong chủ đề khác, sau này lại dẫn mẹ chủ đề khác. Họ nghĩ gì họ nói vậy, họ nói xong họ quên. Và cuối cùng là gì ạ? Khán giả nghe thì hay không? Hay. Xong cũng học được gì? Chẳng học được gì. Chẳng ghi chép được gì, chẳng học được gì. Bởi vì sao ạ? Họ nói gì rất là cuốn hút. Bởi vì họ là cái người nhóm Y, họ có khả năng ngôn ngữ rất tốt, họ khả năng diễn rất tốt. Nhưng mà nội dung chẳng có gì ạ. Giống như một ca sĩ ấy, hát không hay, nhảy rất đẹp, múa rất dẻo, nhưng mà nội dung bài hát này thì sao ạ? Nghe có nghe hay không? Hay. Hiểu chưa? Không hiểu. Nội dung nghe chữ còn không nghe được chữ nào luôn ấy. Có không anh em? Có nhá. Có những người như vậy. Thì làm sao ạ? Mình phải sửa. Nếu mà mình là người như vậy thì mình phải sửa, đúng không ạ? Thế thì ở đây nội dung là mình phải tập trung vào cái chủ đề. Chủ đề ngày hôm nay mình nói về cái gì thì mình tập trung. Có rất nhiều diễn giả đưa ra chủ đề A nhưng nói mẹ ra chủ đề B. Nó gọi là treo đầu dê bán thịt chó, đúng không anh em? Lạc đề. Lạc đề là sao ạ? Bài văn bảo miêu tả con chó đi miêu tả con rùa, thế sao ạ? Rất hay, nhưng mà sao ạ? Không điểm. Đúng không anh em? Đó, là mẹ đề. Thế thì làm sao ạ? Không được điểm. Khán giả cũng vậy. Đấy, họ không cho điểm mình đâu. Vì vậy, nội dung thứ nhất, nó phải gì ạ? Tập trung vào chủ đề. Thứ hai là logic. Nó phải logic. Phần trước
phần sau. À, ở đây là gì ạ? Mở bài, thân bài, kết luận, logic, đúng không ạ? Đấy. Tập trung vào chủ đề nhưng mà phải logic, nó phải gì ạ? Có sự gắn kết với nhau. Đó. Cho nên những cái người diễn giả nào thuộc nhóm C thì cực kỳ logic, cực kỳ logic. Nhưng nhóm C thì lại gì ạ? Không diễn được. Cái người nhóm Y ấy, thì họ rất là hài hước, rất là hấp dẫn. Họ mở miệng ra là thấy thu hút rồi, thấy cảm thấy rất là hài hước. Đấy. Còn Huy là thuộc nhóm gì ạ? Nhóm C, CD. Đấy. Huy lên bục giảng thì Huy nói rất nhiều. Nhưng bình thường anh chị em gặp Huy ngoài đời ấy, thì Huy rất ít nói. Đặc biệt là khi mà đi ăn nhậu, rất ít nói. Tức là cái quan điểm của Huy ấy, là chỉ nói khi mà cần, chỉ nói khi mà cần thiết thôi. Cần thiết thì nói bao nhiêu cũng được. Nhưng mà nếu mà không cần thiết, không nói. Đấy, thì thầy Huy dạy Huy nhỉ, không phải dạy, mà thầy Huy cũng vậy. Ra ngồi nhậu chẳng thấy nói gì cả. Thế bảo mẹ ông trên bục giảng không nói nhiều, thầy trên bục giảng thầy nói nhiều, thế ra đây chẳng thấy nói gì. Nói có tiền không nói. Nói có tiền nói, không có tiền nói gì. Đúng không anh em? Nói phải có tiền ấy, không có tiền nói gì. Đấy. Cho nên là gì ạ? Là bình thường ấy là Huy thích nghe nhiều hơn là thích nói. Huy cứ để cho mọi người nói, Huy cứ ngồi Huy nghe, tủm tỉm cười. Ok ạ. Đấy thì đấy là cái cách để mà chúng ta gọi là gắn kết cái sự logic. Và trong cái nội dung của cái bài chia sẻ của chúng ta, ngoài cái việc tập trung logic ra, thì chúng ta lưu ý một điều cực kỳ quan trọng. Đó là gì ạ? Đó là chúng ta phải gì ạ? Phải có sự tương tác. Trong cái phần nội dung ấy, là chúng ta phải có làm sao đó phải có sự tương tác với khán giả. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái phần nội dung thì thường nó rất là dài và nó rất khô khan. Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đúng không ạ? Vừa rồi 13 cái, đúng không ạ? Thì nếu như mà không có sự tương tác, anh chị em thấy lúc nãy là gì ạ? Huy thường xuyên yêu cầu anh chị em comment. Nếu như mà khán giả trực tiếp này thì yêu cầu giơ tay, yêu cầu nói câu gì đó, đúng không ạ? Đấy là sự tương tác với khán giả. Không tương tác thì làm sao ạ? Họ ngủ mất, đúng không ạ? Họ ngủ mất. Ok không ạ? Cho nên cái phần nội dung ấy là nó có một số cái lưu ý như vậy thôi. Thêm một cái điều nữa, đó là gì ạ? Khi mà chúng ta nói phần nội dung ấy, có một điều cực kỳ quan trọng. Đó là gì ạ? Đó là chúng ta phải biết kể những câu chuyện. Bây giờ mà gì ạ? Mà diễn giả mà không biết kể chuyện thì vứt, không ổn. Diễn giả là phải kể chuyện. Người chia sẻ phải là người kể chuyện. Người diễn giả là phải người kể chuyện hay. Kể chuyện càng hay thì càng dễ dàng thành công, càng hấp dẫn, càng thu hút. Bởi vì sao ạ? Khán giả họ thích cái gì ạ? Họ thích nghe kể chuyện, đặc biệt là những câu chuyện về bản thân của mình. Đấy, họ thích vểnh tai lên, họ nghe về cuộc đời của mình. Đó, cho nên là mình sẽ sẵn sàng kể những câu chuyện cá nhân của mình. Đó, anh chị em nhé. Ví dụ như là Huy hay kể những cái câu chuyện là, ví dụ như là Huy gặp một cái người này này, rồi Huy vừa rồi Huy có kể là Huy đi chia sẻ ở một cái tỉnh này này, thì Huy đã nói có cái trải nghiệm như này này. Đó, đúng không ạ? Huy đến cái tỉnh Hà Nam đó, xong rồi khi mà đến đó thì Huy bắt đầu Huy nói rằng là ô, cái tỉnh này rất là đẹp. Đó là, đấy là cái câu chuyện của Huy, đúng không ạ? Cái câu chuyện của Huy. Đó, thì anh chị em thấy rằng là gì ạ? Trong cái câu chuyện đấy thì nó có thể câu chuyện ngắn, chuyện dài. Và để một câu chuyện đầy đủ hấp dẫn ấy, thì nó có 7 bước kể chuyện. Anh chị em đã học cái module 7 bước kể chuyện chưa? Có một cái chương trình Dung Gà Gáy Huy đã chia sẻ 7 bước kể chuyện. Anh chị em nếu mà chưa thì comment chưa. Nếu mà Huy thấy nhiều người chưa thì để tuần sau Huy chia sẻ. Còn nếu anh chị em mà rồi thì thôi, không cần phải comment. Anh chị em biết làm sao để kể câu chuyện hay không ạ? Làm sao để từng bước kể chuyện làm sao để hay không ạ? Đấy, 7 bước kể chuyện là gì? Giới thiệu nhân vật, bước 1 giới thiệu nhân vật, đúng không ạ? Giới thiệu bối cảnh. Đúng không ạ? Rồi là gì ạ? Giới thiệu về gì ạ? Những khó khăn, những cái rào cản, đúng không ạ? Giới thiệu về những cái gì ạ? Những cái hỗ trợ, những cái người hỗ trợ, cái vật hỗ trợ. Đấy, rồi giới thiệu về gì ạ?
trận đấu, trận đánh, đó, trận đánh hay là cái gì ạ, cái sự xung đột bùm nổ ra, bùng nổ ra, đấy, chiến tranh xảy ra, trận đánh xảy ra, đấy, anh hùng cứu mỹ nhân, có, bao giờ phải có con quái vật, không con quái vật thì câu chuyện không hấp dẫn. Và quái vật làm sao ạ, rất hung dữ, quái vật càng hung dữ thì làm sao ạ, thì câu chuyện càng hấp dẫn, càng khó khăn thì càng hấp dẫn, đúng không anh chị em? Đấy, rồi sau khi đánh xong quái vật thì làm sao ạ, thì thành công cứu được công chúa và sau đó là sống hạnh phúc dài lâu như thế nào, đấy, thì đấy là gì ạ, những cái gọi là mô típ của một cái câu chuyện như vậy. Anh chị em thấy hầu hết những cái chuyện tranh, chuyện chữ rồi những cái bộ phim nó đều theo cái mô típ đấy. Cái đầu tiên vào là ngày sửa ngày xưa ở một khu rừng nọ, đấy, ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa tên là Bạch Tuyết, đấy, nàng có một cái làn da trắng như tuyết, đúng không ạ, là môi đỏ như là gì ạ, là máu, tóc đen như gỗ mun đấy, kiểu kiểu vậy, đúng không ạ. Đấy, thì đấy là mình giới thiệu nhân vật, đấy, xong rồi giới thiệu bối cảnh ngày sửa ngày xưa đấy, kiểu kiểu vậy. Anh chị em thấy bao giờ các câu chuyện cổ tích bao giờ ngày sửa ngày xưa, bây giờ mình ngày này ngày nay, đó kiểu kiểu vậy. Thì đó là cái cách để chúng ta kể một câu chuyện. Nếu anh chị em quan tâm thì hôm nào mình sẽ chia sẻ một bài đầy đủ bản full chi tiết, ok không ạ? Hôm nay thì không có thời gian. Ngoài ra nữa thì khi mà chúng ta chuyển giữa các ý, chúng ta có sự chuyển ý một cách nhịp nhàng, gắn kết từ ý trước qua ý sau nó một cách nhịp nhàng. Ví dụ như là sau phần mở bài thì đến phần gì ạ? Đến phần thân bài, đến phần nội dung thì chúng ta có sự chuyển bài, chuyển ý một cách nhịp nhàng, đừng chuyển ý một cách gấp quá. Gấp quá thì người nghe họ sao? Họ khớp, đúng không ạ? Họ không có theo kịp, đúng không ạ? Rồi khi mà chúng ta diễn ở phần nội dung ấy, thì chúng ta cần phải đưa ra những cái ví dụ, đưa ra những cái ví dụ. Ví dụ như là Bill Gates có nói rằng, ví dụ như là đội bóng Việt Nam thắng Thái Lan vừa rồi, đấy, đấy là những cái ví dụ. Đưa ra càng nhiều ví dụ càng tốt. Đặc biệt khi mà chúng ta chia sẻ những cái bài bán hàng, chúng ta đưa ra nhiều ví dụ. Ví dụ anh A đã có thành công này, ví dụ anh B đã sử dụng sản phẩm và có thành công này, ví dụ AC đã sử dụng sản phẩm và có thành công này. Đấy là những cái ví dụ, những cái nhân chứng, đúng không ạ? Để làm gì ạ? Để tăng cái sự thuyết phục của cái nội dung mà chúng ta đang trình bày, ok không ạ? Rồi thì đó là cái phần gọi là nội dung. Tiếp theo nữa là đến cái phần trong cái phần nội dung, anh chị em lưu ý một phần, đó là gì ạ? Đó là chúng ta phải kiểm soát về mặt thời gian. Thường ấy là khi mà các diễn giả lên sân khấu ấy là họ phiêu, họ diễn họ phiêu, và khi họ phiêu thì sao ạ? Thì họ không kiểm soát được thời gian. Và khi không kiểm soát được thời gian thì điều gì diễn ra? Thì sẽ bị lố thời gian và những cái phần cần trình bày thì không trình bày được. Đấy, cái phần mà họ phiêu quá, họ đi sâu quá vào một chủ đề thì họ không kịp để chia sẻ được hết các nội dung. Đó, cho nên phải kiểm soát về thời gian anh chị em nhé. Anh chị em thấy thường xuyên Huy nhìn đồng hồ á, anh chị em thấy không ạ? Là gì ạ? Là để Huy kiểm soát thời gian. Và Huy biết là Huy lên mic vào lúc 6:10 và bây giờ đang là 6:04, tức là Huy còn 6 phút nữa. Tức là Huy cứ đủ một tiếng thôi, đúng không ạ? Cứ chia sẻ đủ một tiếng. MC cho Huy lên lúc nào thì Huy cứ kết thúc đúng cái giờ đấy. Ok các bạn? Đấy là mình kiểm soát thời gian. Đấy. Rồi. Cái phần thứ ba anh chị em biết là phần gì đúng không ạ? Là phần kết luận, kết thúc cái bài chia sẻ. Thế thì kết luận hay kết thúc phần chia sẻ thì khi đó thì làm sao ạ? Chúng ta phải tổng hợp lại cái bài học. Đồng thời là gì ạ? Phải đẩy cái năng lượng của phòng Zoom lên, đẩy năng lượng của cái hội trường lên. Đấy, đưa ra những cái kết luận, đưa ra những cái gọi là tổng hợp, đưa ra những cái bài học để mà rút ra một cái gọi là một cái từ cái chủ đề nhé. Cái chủ đề là tự tin nói trước đám đông chẳng hạn. Thì cái kết luận đó là sau tất cả những cái gì mà Huy chia sẻ thì anh chị em đã biết được cách làm sao để mà mình trình bày một cái gì ạ? Cái bài chia sẻ, làm sao để có thể lấy hơi, lấy giọng làm sao cho nó tốt, làm sao để mình có thể diễn đạt một cách trôi chảy, đúng không ạ? Làm sao để bắt đầu một cái câu chuyện, một cái bài chia sẻ, biết làm sao để mà gắn kết cái nội dung đấy, và biết làm sao để kết thúc cái chương trình đó một cách thực sự là hấp dẫn, ấn tượng.
Bởi vì có mấy lưu ý, có mấy cái điều anh chị em để ý này. Khi mà kết thúc ấy, thì thường ấy là người ta sẽ để ý và nhớ được cái phần cuối nhiều hơn cái phần đầu. Anh chị em có thấy điều này không ạ? Cái phần cuối là cái phần gần với lúc kết thúc nhất, thì đó là lúc mà người ta nhớ được nhiều hơn. Cái phần đầu nó hay không ạ? Rất hay. Nhưng mà gì ạ? Người ta không có nhớ. Người ta không có nhớ. Người ta nhớ cái đoạn cuối nhiều hơn. Cho nên càng về cuối ấy, là chúng ta càng phải đẩy năng lượng mình lên, đưa cái tông giọng của mình cao lên, nói nhanh hơn để đẩy năng lượng phòng Zoom lên. Ok không ạ? Chứ còn lúc đầu chúng ta có thể từ từ được, nhưng về càng về sau ấy là chúng ta càng phải nói nhanh, nói mạnh, nói giọng, nói quyền lực hơn để làm gì ạ? Đẩy năng lượng phòng Zoom lên. Đấy, đẩy năng lượng của hội trường lên. Đó, thì đó là lúc mà chúng ta kết thúc. Và một trong những cái kết thúc mà rất là hay và rất là cần thiết, đó là chúng ta phải kêu gọi hành động, tạo ra những cái hành động, tạo ra những cái thay đổi, đưa ra những cái bài tập để cho học viên hoặc là cái người nghe có thể là gì ạ? Có thêm những cái đào sâu, nghiên cứu đấy, để có thể được luyện tập. Đấy, hoặc là như này, ví dụ trong cái phòng Zoom gà gáy, anh chị em thấy là gì ạ? Vừa rồi Huy lại ví dụ đúng không ạ? Trong phòng Zoom gà gáy thường ấy là cuối chương trình thì bao giờ chúng ta sẽ có một cái kêu gọi hành động nào đó. Nếu mà chúng ta bán hàng thì nó kêu gọi bạn mua hàng đúng không ạ? Nhưng mà phòng Zoom gà gáy thì không bán hàng, chỉ có kêu gọi anh chị em đó là gì ạ? Nếu anh chị em thấy phòng Zoom này hấp dẫn thì làm sao ạ? Hãy chia sẻ, hãy mời thêm nhiều bạn bè vào đây để họ nhận thêm giá trị. Ok, anh chị em có sẵn sàng đóng góp cho phòng Zoom gà gáy bằng cách là gì ạ? Chia sẻ trong phòng Zoom gà gáy cho nhiều người biết đến nó để mà gì ạ? Để mà nhiều người nhận được giá trị không ạ? Bao nhiêu anh chị em đồng ý với điều này hãy comment tôi ạ. Comment tôi để anh chị em là gì ạ? Là đồng hành cùng với Zoom gà gáy để chúng ta có một cái động lực lớn hơn để mà chúng ta vào Zoom, để mà chúng ta có thể chia sẻ, chúng ta trao được nhiều giá trị cho cộng đồng hơn. Cái phòng Zoom này thì không có chạy quảng cáo anh chị em ạ. Cho nên là gì ạ? Có người đến hoàn toàn nhờ sự giới thiệu của anh chị em, như vừa rồi Huy có nói đúng không ạ? Cho nên là hãy có một cái hành động nào đó để mà chúng ta gì ạ? Chúng ta kết thúc một cái bài học, một bài chia sẻ bằng một cái hành động để có sự thay đổi. Nếu mà trước giờ anh chị em chưa từng giới thiệu phòng Zoom gà gáy này cho bất kỳ ai thì đây chính là thời điểm để anh chị em thay đổi cái việc này, đúng không ạ? Bởi vì nếu anh chị em học mà không có một cái hành động nào, không có một sự thay đổi nào thì cái điều đó nó là gì ạ? Là vô nghĩa. Học, học nữa, học mãi, xong rồi quên, quên nữa, quên mãi, đúng không ạ? Vì vậy học phải đi đôi với hành, phải đi đôi với luyện tập. Đó, thì vừa rồi Huy vừa ví dụ cho anh chị em một cái việc là kết thúc phòng Zoom bằng cách là kêu gọi hành động với một cái gì ạ? Tông giọng lớn hơn, giọng nói quyền lực hơn, nhấn mạnh hơn về những cái điều mà mình vừa nói. Huy vừa ví dụ thôi, anh chị em muốn chia sẻ thì chia sẻ, không chia sẻ thì thôi, đúng không ạ? Nhưng tất nhiên anh chị em chia sẻ thì đó là giúp cho anh chị em có sự thay đổi. Còn anh không, chị em không chia sẻ không sao cả, anh chị em chẳng có sự thay đổi nào cả. Và anh chị em học nhưng mà nó gì ạ? Nó không có ý nghĩa. Cho nên hãy học và hãy trở nên một cái con người có ý nghĩa, có giá trị. Mình phải trở thành một con người có giá trị, đứng trên sân khấu cũng để trở thành một con người có giá trị, không có gì hơn cái điều đó cả. Ok không ạ? Nha. Và thông thường trong các phòng Zoom gà gáy, nếu mà còn thời gian ấy thì Huy thường có một cái phần kết. Anh chị em để ý, có phần kết, Huy thường có phần kết, đó là Huy thường có cái bonus. Có phần có bonus, tức là phần tặng thêm cho anh chị em, đặc biệt là anh chị em nào mà gì ạ, ngồi lại quá dở. Đấy, anh chị em nào mà gì ạ, là bận đi chơi, đi học, đi đón con, đi chợ, đi làm thì cứ ao nhé. Anh chị em ngồi lại, nếu anh chị em nào có thời gian ngồi lại thì Huy tặng thêm một cái phần nữa. Ví dụ như vậy, ok không ạ? Đấy, đấy là cách để mình kết thúc một cái chương trình. Bởi vì sao ạ? Cái phần cuối cùng ấy thường là phần hay nhất. Bởi vì sao? Bởi vì phần cuối cùng là khán giả họ nhớ được nhất. Chứ còn thực ra nó không phải là phần hay nhất đâu. Phần hay nhất là phần nội dung. Phần hay nhất là phần nội dung. À, nhưng mà cái phần bonus là mọi người nhớ nhiều nhất, đúng không anh em? Đấy, hôm nay bật mí hết nhé, có gì nói hết nhé, mà toàn nói những cái thứ mà mình làm thôi, mình không nói cái gì là sai hết, là diễn thật, đúng không anh em? Bao nhiêu anh chị em thấy mình diễn thế là thật đấy, diễn này thế cũng được rồi, anh chị em comment động viên phát xem nào. Ok không ạ? Rồi nhé, một lần nữa thì Huy xin cảm ơn tất cả anh chị em. Đấy, đúng 6:10 mới kết thúc, đúng không ạ? Chuẩn giáo án, chuẩn thời gian. Và ngày hôm nay là nội dung là chia sẻ cho anh chị em là đầy đủ. Đấy, không có thừa, không có thiếu gì hết nhá. Và
Tất nhiên là còn rất nhiều kiến thức nữa anh chị em cần học, cần luyện tập để trở thành một cái người tự tin nói trước đám đông. Mình khẳng định với anh chị em như vậy. Và để làm được thì anh chị em cần một cái môi trường để rèn luyện, để học tập, để luyện tập. Đấy. Cho nên là anh Huy mới nói với anh chị em là gì ạ? Có hai việc anh chị em cần phải làm. Việc thứ nhất đó là chia sẻ cái bài học ngày hôm nay lên trang cá nhân, và sau đó ai mà hỏi thì bảo là tao học ở Zoom gà gáy miễn phí hoàn toàn, rất là hay. Ok không anh chị em? Cái thứ hai anh chị em cần phải làm đó là gì ạ? Inbox với cái người mời anh chị em để bảo làm sao để tôi được có một cái môi trường để tôi luyện tập cách để nói trước đám đông. Được không ạ? Đấy, thì họ sẽ giới thiệu cho anh chị em cái môi trường đó để anh chị em có thể tham gia vào. Anh chị em có được học để trở thành người chia sẻ. Anh chị em sẽ được học để trở thành người MC. Ok không ạ? Và một cái điều bí mật này, cái điều Huy bật mí anh chị em này. Phần lớn các cái khóa học chi tiết, cụ thể và giúp anh chị em cái môi trường để anh chị em luyện tập đó, nó gần như miễn phí. Nó không miễn phí, nhưng nó gần như miễn phí. Tuyệt vời không anh chị em? Với cái chi phí vô cùng nhỏ. Ok không ạ? Anh chị em có sẵn sàng trả tiền một chút để mà mình học chuyên sâu không ạ? Để mình được luyện tập, được cầm tay chỉ việc, được có người hướng dẫn nhắc nhở khi mình nói sai một từ họ sửa cho mình. Anh chị em có muốn không ạ? Nhưng mà chấp nhận bỏ ra một chút chi phí. Ok, sẵn sàng không ạ? Sẵn sàng, comment sẵn sàng ạ. Ok không ạ? Rồi nha, rồi. Cảm ơn anh chị em vì đã lắng nghe, đã tương tác và đã thay đổi, đã hành động. Quan trọng nhất trong tất cả những cái phần học đó là Huy mong muốn anh chị em có sự thay đổi. Huy thực sự mong muốn là anh chị em có sự thay đổi. Và anh chị em thay đổi, anh chị em tốt lên, anh chị em giúp cho những cái người thân xung quanh của mình tốt lên, giúp cho cộng đồng xung quanh mình tốt lên, và giúp cho Việt Nam của chúng ta tốt lên, giúp cho thế giới này tốt lên. Ok không ạ? Nhá. Đấy là cái điều Huy thực sự rất là mong muốn. Và một lần nữa cảm ơn tất cả anh chị em có mặt trong học Zoom ngày hôm nay. Cảm ơn MC Dung Hồ, cảm ơn ekip chương trình. Và hẹn gặp lại anh chị em vào tuần sau. Ok, bye bye.